Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái chủ đề về cấu trúc thân tâm. Thì đối với loài người của chúng ta thì được coi là một cái loài có thể nói là bậc cao. Vì loài người chúng ta ngoài cái phần thân của động vật thì chúng ta còn có cái phần tâm, đặc biệt là phần tâm thức, phần ý thức. Và đây là một cái phần mà để chúng ta thấy rằng có sự phân biệt rất rõ ràng giữa động vật và con người. Thế tuy nhiên nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của một cá nhân, của một con người thì chúng ta cũng phát triển từ cái thân. Đấy, từ khi chỉ là cái phôi mầm sống để phát triển thành một cái cơ thể dần dần phát triển hoàn chỉnh, và cái não bộ thì nó cũng dần dần hình thành phát triển trong quá trình chúng ta ở trong bào thai. Và khi mà càng phát triển lớn lên thì cái não của chúng ta nó ngày càng phát triển. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái thân của chúng ta nó hình thành đầu tiên trước cái não. Đấy. Và dần dần thì cái não nó phát triển càng ngày càng hoàn thiện hơn. Thì cái thân của chúng ta ấy, thì nó tồn tại, nó phát triển thì nó có thể nói là nó dựa vào cái bản năng của động vật. Đấy. Và với cái bản năng của động vật ấy, thì nó mang cái tính sinh tồn và thậm chí là cạnh tranh để sinh tồn. Đấy. Và thường nó có một cái đặc tính, đó là phần thân động vật của chúng ta nó có cái đặc tính, đó là nó hút về mình những thứ mà nó cảm thấy cần thiết để nó duy trì được cái sự sống của cái thân đấy. Thế tuy nhiên là trong quá trình mà sinh trưởng phát triển lớn lên ấy, thì cái tâm của con người nó cũng phát triển đấy. Và cái tâm này nó có cái phần nhận thức, phần ý thức. Đấy. Và trong quá trình sống thì tất cả những cái tác động của môi trường sống xung quanh nó tác động lên cái phần các giác quan và tác động lên phần thân của chúng ta, nó đưa thành những cái tín hiệu, những cái suy nghĩ và những cái phần ghi nhớ ở trong não, trong tâm của chúng ta. Và nếu như những cái kích thích từ bên ngoài, những cái sự tác động từ bên ngoài vào đầu óc của chúng ta ấy, mà nó theo hướng đó là cổ suý, kích thích cho cái thân phát triển. Đấy, kích thích cái tâm tham vật chất của chúng ta lên, thì như vậy nó sẽ, cái tâm của chúng ta nó sẽ dẫn dắt làm cho cái thân của chúng ta nó hướng tới thỏa mãn những cái nhu cầu về vật chất nhiều hơn. Thì khi mà cái tâm nó phát triển lên thì nó sẽ có hai cái xu hướng. Một là xu hướng hướng về cái bản ngã, cái phần thân động vật để thỏa mãn những cái nhu cầu tối thiểu về về thân xác. Đấy, ví dụ nhu cầu về thức ăn này, nhu cầu về an toàn này, đấy, rồi nhu cầu về sinh lý này, đấy, vân vân, những cái nhu cầu mang tính bản năng động vật. Thì tuy nhiên khi mà cái trí não của con người nó phát triển lên ấy, thì nó có một cái đặc tính nữa, đó là cái tính xã hội. Tính xã hội. Cái tính xã hội ở đây là có sự tương tác giữa người với người, đấy, giữa con người với cộng đồng. Đấy. Thì để cái sự tương tác này nó trở nên hài hòa thì đòi hỏi con người phải có những cái ứng xử với những người xung quanh và với cộng đồng ứng xử một cách hài hòa để làm sao mà duy trì được các cái mối quan hệ và giúp cho con người tồn tại, phát triển lâu dài được. Thì trong quá trình mà con người sống và phát triển trong xã hội đấy, thì như đã nói là chúng ta luôn nhận những cái kích thích từ phía bên ngoài. Trong đó nó có hai cái loại kích thích, đó là kích thích mà chúng ta hướng đến cái những cái
suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực đấy, và một cái loại nữa là những cái kích thích hướng chúng ta theo cái suy nghĩ tích cực. Thì cái suy nghĩ tiêu cực ở đây thì cái này nó là phần dù suy nghĩ tiêu cực hay tích cực thì nói chung nó đều là thuộc về cái phần tâm của chúng ta, phần tâm trí của chúng ta. Thì nó có hai loại, một loại là tiêu cực và một loại là tích cực. Thì cái loại tiêu cực ở đây chúng ta thường hay gặp, ví dụ như là đòi hỏi được nhận này, kéo về này, dính mắc này. Đấy. Và nếu như mà không được thỏa mãn thì nó sẽ xuất hiện một sự khó chịu, rồi sinh ra cái tức giận đó. Tức giận rồi muốn chối bỏ đó. Thậm chí nó có thể là tấn công vào cái đối tượng làm cho mình không thỏa mãn. Đấy. Rồi cái này nó có nguồn gốc từ chỗ là chúng ta thiếu hiểu biết. Nguồn gốc từ chỗ chúng ta thiếu hiểu biết về chính bản thân mình, rồi chúng ta thiếu hiểu biết về thế giới xung quanh. Đấy. Dẫn đến là có những cái chúng ta, cơ thể chúng ta thực sự cần. Đấy. Ngoài ra thì còn có những thứ mà cái thân của chúng ta, cơ thể của chúng ta nó thực sự không cần. Nhưng vì chúng ta bị cái môi trường bên ngoài nó kích thích, nó kích cái tâm tham của chúng ta lên. Đấy, mà chúng ta không nhận ra được rằng là cơ thể của chúng ta nó không cần những cái thứ đó. Chỉ lấy ví dụ như là cái rượu hoặc bia thôi. Rượu hoặc bia hoặc là những cái chất kích thích. Đấy. Thì những cái chất kích thích này thì ban đầu nó tạo ra một cái trạng thái ảo giác của hệ thần kinh. Đấy, làm cho con người cảm thấy nó nâng nâng. Nó có vẻ là dễ chịu, thoải mái. Đấy. Tạo ra một cái sự hưng phấn tạm thời. Và với cái sự thỏa mãn cái khoái cảm về mặt thân thể như thế thì làm cho chúng ta thích thú. Đấy. Nhưng mà chúng ta không nhận ra rằng là cái đó là cái mà cơ thể chúng ta không cần. Đấy. Và thậm chí đằng sau cái sự hưng phấn đó, thoải mái đó sẽ là những cái hệ lụy ảnh hưởng đến chính cái thân này. Ví dụ chúng ta uống rượu, uống bia nhiều, đúng không ạ? Đấy, thì mình làm cho những cái chất dịch trong cơ thể của chúng ta nó sẽ mất cân đối, và đặc biệt là cái hệ tuần hoàn này, hệ tiêu hóa của chúng ta đó, hệ bài tiết của chúng ta nó sẽ gặp rối loạn. Và những người mà uống rượu bia nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc bài tiết và hoạt động của cái mật này, của thận này, của gan này. Đấy. Và bằng chứng cho thấy là rất nhiều người này uống rượu uống bia nhiều và dẫn đến là ảnh hưởng đến gan và thận. Thì cái này là do tâm, cái tâm của chúng ta, cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta, hay còn gọi là tâm si. Đấy. Thì cái tâm suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì nó xoay vần ở ba cái góc độ, đó là thiếu hiểu biết. Đấy. Từ thiếu hiểu biết dẫn đến chúng ta đòi hỏi những cái thứ mà nó không cần thiết cho cơ thể. Đấy. Và nhiều khi là đòi hỏi về mặt vật chất. Đấy, còn có những cái đòi hỏi về mặt tinh thần. Ví dụ như là muốn được tôn vinh, muốn được đề cao, tham danh. Đấy. Rồi khi mà không đạt được cái điều đó thì dẫn đến là tức giận, thù ghét, rồi có thể gây hại, tổn hại cho chính bản thân mình hoặc là tổn hại cho những người xung quanh. Thì đó là cái tâm người ta gọi là tâm độc. Đấy, nó gồm có sự si mê, thiếu hiểu biết, rồi sự tham lam, đấy, rồi sự tức giận. Đấy. Và khi mà ba cái này người ta còn gọi một cách khác đó là tham, sân, si. Đó. Thì khi mà một người thiếu hiểu biết, đó là có cái tâm si, rồi tham lam, đòi hỏi. Đấy. Mà lại không đạt được, dẫn đến sân giận, tức giận, cáu giận, và có thể gây hại cho chính mình và người khác. Và thường sau đó thì dẫn đến một cái sự sợ hãi. Và nhiều khi cái sự thiếu hiểu biết cũng làm cho con người ta sợ vào những thứ mà người ta không giải thích được. Đấy. Thì đấy là cái tâm tiêu cực.
Thế còn một cái tâm nữa đó là tâm hướng đến sự tích cực. Đấy. Thì ở đây đó là nó trái ngược lại với ba cái tham sân si, thì đó là cái sự hiểu biết, cái tâm có sự hiểu biết đó là có trí tuệ, đó, có sự hiểu biết đúng đắn về bản thân, có sự hiểu biết đúng đắn về thế giới xung quanh, đấy, về môi trường tự nhiên, về xã hội là người. Đấy. Thì từ cái trí tuệ đó thì biết rằng là vậy thì con người sống với nhau là nên có sự hài hòa, tương tác qua lại hai chiều một cách hài hòa, làm sao mà cả hai bên cùng có lợi, không có lợi cho bản thân mình mà có lợi cho những người khác nữa. Đấy, và làm sao để cái mối quan hệ giữa người với người nó được phát triển bền vững và lâu dài. Đấy. Thì cái đó là nó sinh ra cái gọi là cái đạo đức. Đấy. Và đạo đức ở đây thì có một cái cách hiểu nữa, đó là vị tha lớn hơn vị kỷ. Đấy. Hoặc có thể là điều đó khi nói ra thì có thể với nhiều người cảm thấy khó, nhưng mà ít nhất là gì đấy ạ? Ví dụ như có cái câu là mình vì mọi người vì mình, tức là cái sự tương tác qua lại hai chiều, làm sao cho nó hài hòa cân đối. Mình giúp mọi người để mọi người giúp mình. Đấy. Và khi mọi người giúp mình thì mình giúp mọi người, tương tác hai chiều để cho cái mối quan hệ giữa người với người nó ngày càng bền chặt, đấy, khăng khít hơn. Đấy, và giúp cho con người phát triển bền vững và lâu dài. Và với cái sự hiểu biết đúng đắn này, đấy, với cái đạo đức, đôi khi cái sự đối xử tốt với nhau đấy, người ta còn gọi là đạo đức, và gọi và có cái lòng yêu thương. Đấy. Thì khi có cái trí tuệ, có đạo đức, có lòng yêu thương thì nó sẽ là cái động lực để giúp con người ta vượt qua được những cái khó khăn, vượt qua những cái khó khăn để mà có thể giúp đỡ những người khác, rồi nghị lực để mình chính mình vượt qua khó khăn, để cải thiện cuộc sống của mình và đồng thời cải thiện cuộc sống của những người khác tốt hơn. Đấy. Thì với cái tâm tích cực, có sự hiểu biết, có lòng yêu thương, sống bao dung hài hòa với mọi người, nó lại sinh ra được một cái nữa, đó là cái nghị lực để con người ta vượt qua những khó khăn, thử thách, đấy, để bản thân và cùng với những người xung quanh sống ngày càng gắn kết hơn, đấy, hài hòa hơn, và bản thân con người và và cộng đồng đấy là được phát triển một cách bền vững. Đấy. Thì tuy nhiên là giữa hai cái tâm tiêu cực và tâm tích cực này, đấy, thì nó cũng có một cái sự gọi là dịch chuyển lẫn nhau. Đấy. Và nếu như chúng ta không có một cái sự điềm tĩnh, đấy, một cái sự lắng đọng để chúng ta quan sát cái tâm của mình, thì rất có thể nhiều khi là từ cái tâm tích cực nó có thể nhảy trở về cái tâm tiêu cực. Đấy. Ta lấy ví dụ khi mà chúng ta ở cái tâm tích cực đó, là chúng ta có cái sự hiểu biết cũng kha khá, cũng tương đối, thì rất có thể là chúng ta giỏi hơn những người khác. Đấy. Về một vài cái lĩnh vực liên quan đến sự hiểu biết chẳng hạn, thì khi mà chúng ta giỏi hơn người khác như thế thì rất có thể là chúng ta sẽ xuất hiện một cái trạng thái tâm lý, đó là chúng ta tự hào. Đầu tiên là tự hào về bản thân, và khi tự hào về bản thân thì cảm thấy mình có vai trò lớn hơn đó. Rồi sinh ra cái sự tự cao, kiêu mạn. Đấy. Và khi tự cao kiêu mạn như vậy thì lại làm cho cái tôi của mình nó lớn hơn những người khác. Đấy. Mình là nhất, mình là số một, những người khác là dưới cơ mình, đúng không? Là tầm thường hơn mình. Như vậy là nó đã xuất hiện một cái sự phân biệt giữa người với người. Và chính cái sự phân biệt này, phân biệt về mặt ý thức, suy nghĩ, về tâm, thì nó sẽ dẫn đến cái sự phân biệt về cách ứng xử, đấy, cách hành xử. Đấy, và nó sẽ lại gây ra cái sự mất cân bằng trong mối quan hệ giữa người với người. Đấy. Và khi cái tôi lớn như vậy thì nó quay trở về là ít nhiều nó thể hiện là cái người đó trí tuệ chưa thực sự sâu sắc. Đấy, nó mới được nửa vời thôi. Ừ. Và như vậy cái điều đó cũng lại thể hiện rằng là cái trí tuệ của người này chưa đủ sâu sắc, tức là vẫn còn
cái tâm si ở đây, đấy, cái sự mê muội, đấy, thiếu hiểu biết một cách sâu sắc. Đấy. Thì như vậy, nếu như chúng ta không có sự lắng tâm, sự quan sát để nhận ra được cái sự thỏa mãn cái tôi của mình, đúng, cái tâm tự cao, kiêu mạn của mình, đấy, để chúng ta ngăn nó lại, đấy, thì rất có thể khi mà chúng ta tự cao, kiêu mạn như vậy, tự hào rằng mình giỏi, mình có hiểu biết, thì rất có thể lại đẩy mình về là sống có thể là coi trọng bản thân mình hơn những người khác. Đấy. Và cái điều này nó lại dẫn đến cái hệ lụy là gây ra những cái mất cân bằng trong mối quan hệ giữa bản thân mình với những người khác. Đấy. Thì ở đây, trong mỗi người chúng ta, nó có cái phần thân, về phần vật chất, về phần bản năng động vật, thì nó có những cái nhu cầu tối thiểu, thì chúng ta nên để cho nó được thuận theo tự nhiên. Thì tuy nhiên là có những cái nhu cầu mà không cần thiết, đấy, mà chúng ta bị cái môi trường bên ngoài, đặc biệt là trong cái sự phát triển của kinh tế thị trường, đấy, và với cái thúc đẩy của cái chủ nghĩa cá nhân, đấy, họ kích thích, tìm mọi cách kích cầu, kích thích chúng ta, dụ dỗ, rồi thậm chí là lừa gạt, rồi thậm chí đe dọa, dùng những chiêu bài về tâm lý đánh vào tâm tham hoặc là tâm sợ của chúng ta để dụ chúng ta cuốn theo những cái nhu cầu mà không thực sự cần thiết cho bản thân. Đấy, và khi chúng ta thỏa mãn những cái nhu cầu đấy rồi thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy. Ví dụ như cái người mà nghiện ma túy thì được cái cảm xúc thăng hoa hưng phấn, nhưng sau đó nó hủy hoại tế bào não, hủy hoại cơ thể và khiến cho những cái người mà nghiện ma túy sức khỏe ngày càng tiêu tụy, suy giảm đi. Đấy. Thì đó là cái thân của chúng ta. Thế còn cái tâm thì nó có hai cái hướng, đó là tâm tích cực gồm có sự hiểu biết, trí tuệ, rồi có đạo đức, yêu thương, chia sẻ, gắn kết, rồi có cái sự nghị lực vượt qua những khó khăn và sự bền bỉ. Đấy, sự tĩnh lặng để có thể quan sát được, để phát sinh cái trí tuệ, thì nó gọi là tâm ba gốc rễ: trí tuệ, đạo đức, nghị lực. Và một cái tâm nữa là tâm tiêu cực. Đấy, thì nếu như chúng ta không quan sát được tâm mình thì chúng ta rất dễ rơi về cái tâm tiêu cực, đó là tâm gồm có tham sân si, gọi là tâm ba độc. Và cái tham sân si này nó sẽ gây ra một cái hệ lụy nữa, đó là khi mà chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ thường sợ hãi. Đấy. Rồi thậm chí khi chúng ta sân lên, chúng ta gây hại cho chính bản thân hay người khác, thì sau đó cũng có một cái hệ lụy, đó là chúng ta sẽ sợ hãi. Ví dụ như có cái câu là chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ. Đấy. Thì đối với mỗi con người chúng ta, nó có cái hai phần, đó là phần thân và phần tâm. Đấy. Thì hai cái phần này nó sẽ tác động qua lại rất là mật thiết, chặt chẽ với nhau, gắn kết với nhau thành một hệ thống nhất. Và cái tâm của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta, đấy, chúng ta nghĩ theo hướng nào thì nó sẽ điều khiển cơ thể của chúng ta hành động theo cái hướng đó. Đấy. Cho nên nếu chúng ta muốn có một cái cuộc sống thật là hài hòa, sống thuận tự nhiên, sống khỏe mạnh, thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn. Đấy. Rồi chúng ta muốn có cái cuộc sống mà nó an toàn, nó bền vững, lâu dài, thì chúng ta cũng phải biết sống dung hòa với thế giới xung quanh, với thế giới tự nhiên, rồi với những con người khác. Đấy. Thì đấy là cái mối quan hệ giữa phần thân và phần tâm của mỗi con người chúng ta. Đấy. Thì mình xin chia sẻ một vài cái điều cũng đã được học hỏi từ thầy Trần Việt Quân và Viện Đào tạo Bách khoa BKE đã truyền đạt, chia sẻ cho mình để mình có thêm cái hiểu biết nó rõ ràng hơn, nhận biết về cái sự vận hành của thân và tâm trong đời sống như thế nào. Đấy. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.